đến ngày thứ hai rồi nha các bạn. Ôi trời ơi, mấy con người này vẫn còn chưa ngủ dậy à? Dậy đi, sáng ngày rồi, mặt trời lên đến đỉnh núi rồi vẫn còn nằm đây à? Anh đã ngủ được tí nào đâu? Chưa ngủ được tí nào á? Vừa mới nhắm mắt. Ôi giời ơi, 10 rưỡi rồi. Đâu? Chưa ngủ đi tí nào, đây. À, 10 rưỡi rồi á? Vâng, sắp hết ngày thứ hai rồi mà anh vẫn còn ngủ này. Ôi công nhận cái lều trại này nằm phê thật, mát mẻ các bạn ạ. À, đây là ngủ không biết được dậy luôn. Nhưng mà hôm nay bọn mình sẽ làm gì nữa hả chị Hằng? Hôm nay thì bọn mình lại tiếp tục đi kiếm ăn trong rừng thôi. Đi. À, hay là như vậy đi, để cho video nó thêm phần thú vị ấy, thì hay là chúng ta đi sắm nội thất cho cái ngôi nhà trên cao của mình đi. Anh Thái bị làm sao đây? Bọn mình đang thử thách 72 giờ sinh tồn ở trên rừng mà bây giờ anh Thái xuống chợ mua ghế sofa với cả bàn nắm chén sao mà được? Không, ai lại đi xuống chợ? Mình có một cách không cần phải xuống chợ mà vẫn có ghế ngồi và ấm chén nha. Đó chính là tự chế. Đây này mấy đứa. Hôm qua trong lúc qua đi cắm trại ấy, anh có vứt lên xe mấy cái đồ kiểu sinh tồn thế này, dao này. Đấy, có cả máy bắn vít thế này các bạn. Đấy, đây nữa. Một cái dao nữa. Thì hôm nay chúng mình sẽ làm một bộ bàn ghế ngồi uống nước đẳng cấp trên rừng. Nhưng mà anh Thái Chuối ơi, trên rừng này lấy đâu ra nước mà uống mà làm bộ ấm chén làm gì? Ôi giời, hôm qua em đi nội banh cái suối dưới này ra mà em còn bảo không có nước uống. Đúng rồi, uống nước suối á. Suối này từ trên núi xuống mà, có cái gì đâu, núi ngay đây này. Thế hôm qua cái nước em uống không nước suối là nước gì? Nước lọc chứ, eo ơi. Trên này lấy đâu ra nước lọc? Mà cái nước em uống ấy ở nhà ấy, nước lọc nhà cũng là nước từ trên suối, từ những nguồn xuống thôi. Đấy, qua xử lý thôi. Nói chung là bây giờ thì cầm dụng cụ đi. Đây rồi các bạn ơi. Mà mình đã chọn được một bụi dùng ở đây rồi. Ui, đông nhờ. Đông rồi, nhưng mà sao người ta vẫn chặt được đây anh? Người ta cũng chặt mà. Thế thôi, để em xuống em cưa cho. Thôi Hằng ơi. Dạ. Thôi đưa anh. Thế chứ, đây. Anh Tài Chuối được phép này. Cái gì? Không, đưa anh cái máy quay, em cầm máy quay xuống gì, anh quay cho em xuống đi. Anh Thái Chuối, cứ tưởng là xuống chặt đồ em chứ, con trai gì mà chả ga lăng gì cả. Để em. Đây, phải như đằng thắng anh Thái à. Thôi anh đùa ấy, để anh xuống cho, này mấy đứa cầm này. Nhìn ở trên cao thì thấy nó dốc thôi, chứ thực ra nó cũng dốc thật các bạn ạ. Nó lên đi, hàng ơi, Bình Quang ơi. Ok, để em. Bố lên Bình ơi. Thêm cây này nữa Thắng ơi. Vâng. Giờ mình sẽ chỉa những cái miếng này ra để tí mình làm mặt bàn nha các bạn. Yeah, mình dựng được hai cái chân bàn rồi nha các bạn. Đâu anh dựng thử nào? Đây. Đâu? Đây nào? Đây. Rồi thẳng cho các bạn ơi. Wow. Anh Đại à. Hồng Hàng em rồi. Không sao, không sao. Chúa phù hộ em, Chúa phù hộ em nha. Mình tiện cái khúc này thì mình sẽ cưa làm công luôn nha các bạn. Xong cái bàn rồi đấy. Trời ơi. Em cũng làm xong bốn cái cốc rồi đây này. Ồ được đấy. Nhưng mà Hằng ơi. Dạ? Sao lại cái cốc bé tí này uống sao? Cốc đấy dành cho anh đấy. Sao lại anh uống cốc này được? Anh mồm to nhất thì uống cốc đấy là đúng rồi. Để cho anh rất nhiều, không là anh uống hết nước bọn mình nha. Cà phê. Cà phê. Hằng em làm gì Hằng? À, bọn mình đang làm anh em lên sân bạc còn gì nữa. Ăn miếng thịt to, uống cốc rượu lớn, ăn xong uống xong thì đập bom một cái giống như trong phim ấy. Ôi giời ơi, anh biết là giống trong phim nhưng mà đây đang giả vờ mà tí em lấy gì em uống thật. Ôi nhờ, ơ, cốc của em. Thôi, cốc khác rồi. Anh có cốc rồi, hơi tuy hơi lỏa nhưng vẫn dùng được. Anh đi chế một ghế ngồi nhưng ngồi thì mỏi lưng mỏi mông lắm. Em cũng vậy. Mình sẽ chế ghế bằng cây gỗ, đóng đinh vào. Yeah, vậy là mình đã làm được một hình tam giác rồi nha. Bây giờ mình sẽ làm thêm một hình tam giác như này nữa. Còn mình thì vẫn đang cưa. Xem Bình Quang nó làm ghế kiểu gì nhá các bạn. Uầy, đây em định làm cái ghế như thế nào? Đây. Làm kiểu này. Trời đất, sao nó giống cái bàn ấy nhỉ? Xong rồi sao nữa? Xong nó kiểu này. Gì cái bàn rồi. Kiểu này.
không được, mỏi thế. Bật ra mày. Anh thầy chú ơi. Hả? À? Sao hộ em đọc cái đinh này vơi. Anh đang làm. Anh làm gì, anh bấm điện thoại mà. Đâu, anh đang cưa gỗ đây này. Cưa đâu? Đây đây. Rồi, đang xem cái bộ phim hài. Thôi được rồi, mình ra mình làm giả vờ. Đó, để anh hộ. Giữ vào đây này, để đá ông ấy chứ nó chắc. Ê, con đi. Thế phải nhanh đâu. Trời ạ. Đẹp đấy. Chị Vinh ơi, nhìn em này. Đó gì đấy? Em nhầm, em trêu chị Bình tí thôi mà. Rồi ok các bạn ơi, vậy là bọn mình đã làm xong cái bộ bàn ghế ấm tre đẳng cấp bằng tre rồi. Bây giờ sẽ review cho các bạn xem nha. Đó. Có bàn ghế thôi anh ơi. Bàn ghế đây. Ê, bộ ấm chén đâu rồi, đứa nào lém đâu rồi đây anh. Trời đất ơi. Thắng ra nhà đây Thắng ơi. Làm ghế mất bao nhiêu thời gian rồi, có ai còn làm cái cày đây. Cày đâu mà cày, ui dồi ôi. Đây là cái ghế của anh. Ghế. Ừ, cái ghế tựa mang đây, tí review cho các bạn xem. Thắng cày, xem ghế của em. Trời đất ơi các bạn ơi, ghế kiểu ghế chấn thương à. Sao lại băng bó vá lung tung vậy. Em ăn nó hay thả hơi quá nên em làm cái lỗ cho nó ra nhanh ấy. Trời đất ơi. Rồi nói chung là cái này giống cái ghế phết nhỉ. Đây, okay, toàn ghế lên bàn đi các bạn ơi. Đấy, review có tâm nhất. Đấy, nhưng mà ghế của Thắng hơi kênh như Thắng. Nói chung là có tài phết Thắng ạ. À. Tài gì anh ấy? Tài lanh. Cũng được phết đấy. Đây ngồi xem có ok không, đang ngồi thử nào. Ngồi đi. À, à. Ôi giời ơi, Thắng ơi. Bó tay. Bó tay rồi. Trời đất ơi. Ghế à? Thôi được rồi, để tạm ra kia đi. Cái ghế này đúng theo kiểu phong cách à, ghế chấn thương. Ngồi vào phát là chẹp luôn các bạn ơi. Các bạn đã nghe thấy đũa bát ăn dùng một lần đúng không? Bây giờ có ghế dùng một lần này. Đến ghế của chị Hằng ơi. Đây, ghế của em đây. Nào. Đây, ghế nó phải thế. Ủa ôi, chị Hằng quan tâm thật. Chị bưng bê giống như kiểu con cưng luôn. Ui dồi, có cái ghế ngồi thôi mà, để em cầm cho. Không, không. À. Ui ôi. Ghế tự bung, đây là ghế tự bung. Em bảo không cần cầm rồi, cứ động vào. Nhưng mà đây là cái ghế à? Ghế mà đây nha. Ghế gì đây? Anh đã bao giờ nghe đến nhà lắp ghép chưa? Nghe rồi. Thì bây giờ có ghế lắp ghép. Nhưng mà cái nhà lắp ghép người ta lắp vào chắc chắn hơn 25. Ghế này lắp xong rơi luôn. Không. Đấy. Ngồi yên một chỗ chứ. Ừ, ghế này lắp xong ngồi yên một chỗ. Cũng được phải đấy. Uầy ôi, ghế ngồi thế này thì trời ơi, bung luôn cả cái tựa đằng sau luôn rồi Hạc ơi. Đâu, bung đâu, em nắm giữ này. À thế à, nhưng mà các bạn ơi, cái ghế này là theo phong cách kiểu mục dây này này. Mọi người làm ghế chẳng chắc chắn gì cả, nhìn ghế của em đây này. Đẹp wow. Đấy. Ủa ôi, dày dìn dịt luôn các bạn ơi. Ừ, này chắc chắn, chắc lắm này. Chắc chắn lắm này. Này, ghế này á, nếu mà các bạn ấy, các bạn thấy ghế này đẳng cấp nhất hơn hai ghế kia không? Đẳng cấp đấy, bây giờ anh ngồi thử nha các bạn. Ừ. Đấy, ngồi thử nào. Ngồi thử đi. Ơ. Cái trời. Đây này này. Ờ. Đây này. Ơ ghế kiểu gì thế này? Ơ ba, phong cách ghế lắp ghép giống của em vậy. Bây giờ ngồi nha. Ừ, ngồi. Đây, từ từ thế để anh ngồi cho. Nào. Đây, ngồi đây, ngồi đây. Rồi, ok nha. Dạ, ngồi đây. Ủa, wow, cũng đẹp phết. Chỗ này không bằng mấy, ra đây, ra đây. Thắng, chị một tay mà. Đây. Nhanh lên. Bùng mà. Ghế. Cái ghế này lắp riêng lắp ghép mà buồn cười quá đi. Anh trên từ nãy giờ thấy ghế của anh đâu? Ghế của anh ấy, vừa anh bảo đây ấy. Xin giới thiệu các bạn, đây là một chiếc ghế độc đáo nhất của một tài năng 29 tuổi đến từ Quảng Ninh các bạn nhá. Đây. À nhầm. À, ghế của mình mua thì thường là được sẽ bonus thêm một cái quà tặng. Đây, quà tặng kèm. Đó là một cái cây gậy trống. À, cái này là ghế đẽo nên phải có cái cây gậy trống nó đỡ đổ anh hả? Không, em thấy ai mua ghế được tặng gậy bao giờ không? Đây, đấy. Này giống ông cụ ấy. Đấy các bạn nha. Em thấy ngồi kiểu này có vẻ như kiểu là không an toàn lắm đâu. Đấy, thích không ngồi mà an toàn thì ngồi kiểu khác, ngồi kiểu này sẽ an toàn hơn. Ừ. Sẽ có một chế độ khác, thấp hơn dành cho những người chân ngắn như em.
Đây chúng ta. Ừ, kiểu này cũng được. Chúng ta có thể như thế này. Vẫn lại dùng cái tặng kèm này á. Cái này hàng tặng kèm thì nhưng mà không thể bỏ quá được. Ôi giời ơi, Hằng ơi. Dạ. Ghế của anh là phải tránh những nơi đông người. Thôi, mang bàn ghế xuống lều trại của mình đi chị ơi. Không được. Anh muốn là để bàn ghế đây để chúng ta ngắm bình minh với hoàng hôn ở đằng kia. Thôi anh đừng bóp vén nữa, để đây cho đỡ tuột thì quá. Nói bé ơi, cho đỡ thì các bạn nghe thấy hết các bạn nhỉ. Rồi, bàn ghế đã xong. Bây giờ nhiệm vụ cuối cùng đó là lại đi kiếm đồ ăn. Ừ đúng rồi, các bạn lại kiếm đồ ăn rồi, nhưng mà không ăn cái món hôm qua nha. Món gì? Không ăn cái sắn mới đấy rồi. Ăn sắn nhiều. Ôi giời ơi các bạn ơi, bọn mình đi tìm mãi từ nãy giờ chưa tìm được cái gì ăn cả. Trên này quả này chết đói rồi. Bình mong anh nhanh chân lên. Vâng. Ô, anh Thái ơi. Ơi. Anh không tìm đồ ăn đấy cứ ngồi đấy làm gì? Rửa mặt cái đã em ơi, nóng quá. Rửa mặt á? Ờ, rửa mặt cho nó mát. À, buồn ngủ lắm cho nó nổi. Tháng rửa mặt đi, cái mặt em bẩn như gì kìa. Mặt bẩn em xì ấy, ơ. Rửa mặt đi, rửa mặt đi. Đấy, mặt nước mát em ơi. À thôi em không rửa đâu. Nước mát thế mà không rửa nhỉ. Sao tháng này hôm nay lạ thế nhỉ? Ơ, à, lên. Rau khoai này Tiếng ơi. Ơ sao mình thấy có rau khoai này? Rau khoai đây, rau khoai đây. Ui. Ui có rau khoai. To ui, ui nhưng mà cái này mà có lợn thì hái về cho lợn ăn tuyệt vời. Ừ, hiện giờ đang có 4 con lợn đây này anh Thái chú ơi. Hả? Đấy, 1 2 3 4 này sắp chết đói rồi. Sao lại ăn rau khoai á? Ui giời, thế thôi anh không ăn để bọn em ăn. Cái rau khoai này là cho lợn ăn mà sao em lại đi bảo là bọn mình ăn rau khoai này? Ừ nhưng mà cái này người cũng ăn được mà, đâu phải mỗi lợn đâu. Thôi, anh Thái không ăn thì thôi chị Hằng ạ. Chị em mình ăn. Ừ. Ừ thôi được rồi, thế đi rất thêm một ít nữa xào ăn nhỉ. Nhưng mà có đâu mỗi cây à? Thì đi tìm mới có chứ em. Ờ. Ui. Đấy đi, đấy đi. Đấy đi em ơi. Này. Rồi, ok. Này Thắng cầm Thắng ơi. Đây là mấy ngọn này này em ơi. Cái gì đây? Cái gì đây chị Hằng ơi? Ui. Thắng ơi, phát hiện ra cái điều gì rồi? Wow. Yeah. Ui. Đấy. Cái này thì đúng chuẩn là chim ăn rồi ải chìa ra đây rồi. Cái này có hột nha. Ờ. Ui, cái này là đậu giá đúng không? Đậu lúa. Đậu lúa đậu gì? Đậu giá. Đậu lúa. À đậu lúa. Mình đậu lúa. Em nhờ em nhờ. Thay thay thay. Đây. Xé đi. Bình bong xé đi bình bong. Hay là đường 4 cây. Ừ. Thì mỗi người một cây. Ô, mỗi người một cọng luôn này. Cái quả đậu đậu đũa này nó dài ngoằng này giống con rắn như mình mang đi chơi bằng ống hớt nha. Hằng ơi, Hằng, ui đây gốc cơ đây ơi quả này đẳng cấp rồi. Đâu quả gì? Quả này đẳng cấp luôn. Đâu? Rắn. Đậu đũa đây em ạ, đậu đũa. Ôi toàn. Nhìn cái bụi giống hệt rồng ngót luôn các bạn ơi. Trên rừng này toàn hàng nhái thôi anh Thái à. Ừ, toàn hàng nhái thôi. Nên là nó mới đầu độc mọi người đấy. Đây đi vào trong này, trong này có đường này. Đây đường này này. Ừ. Chỗ này quang đấy. Thắng ơi, trong này vào đây Thắng ơi. Thắng ơi. Thắng ơi. Thắng. Ui Thắng. Ui Thắng. Thắng. Ui Thắng ơi. Thắng. Ui Thắng đây. Thắng này nó. Ui làm sao đây? Ui sao không? Ui em đói quá em hóa điên rồi à? Thôi đi ăn cây làm gì? Mọi người chả biết gì, cây này ăn được. Cây gì mà ăn được? Ui giời ơi, cây này mà ăn được ấy, cầm để anh gặm thử. Ăn được đâu đáng ngoà mi. Em ở cây này. Cái quế này này. Thế bảo phải bảo cây này ăn được ấy, em lại chỉ ra cái cây ăn được thì anh cứ thế anh gặm thôi. À cây quế. Hóa ra cái lá này ăn được thật đấy. Gì? Ừ. Ui cay thế. Ê. Đúng là cây như quế. Đang đói mà ăn cây này vào cuồn ruột lắm mấy em ạ. Có ăn là được rồi, anh cứ lắm chuyện nhỉ. Ôi đừng không ăn lá được. Cay thế. Hay là thôi mọi người ơi, đi về mua con gà đông cảo ấy cho nó to gặm cho nó đã đi. Chứ này em đói lắm rồi. Đói công nhận đói thật. Mà ở cái rừng không mông quạnh này chả có cái gì các bạn. Đi từ nãy giờ. Thế chẳng nhẽ giờ thử thách lại thất bại à? Dạ thực hiện sắp được 2 ngày rồi em. Ừ. Thôi bây giờ cố gắng đi. Nhưng mà đói quá. Ui thối thế. Tự nhiên đi thả bom đấy em. Mà không có gì ăn sao vẫn có sức để sinh ra cái quả này nhỉ? Công nhận đấy. Mệt chết thì vẫn còn buồn cười các bạn ạ. À, thôi. Anh ngửi thấy mùi thơm. Mùi gì? Mùi rắm đằng đắng ấy. Không. Cái mùi... không phải.
hình như là có mùi quả dứa này, sao em? Người ta bảo là yêu nhau thì mới thối thành thơm đấy. Anh Thái yêu thằng Thắng đúng không? Em liên thiên cái gì đấy? Em đoái quá, em nói liên than liên thiên. Nhưng mà em cũng ngửi thấy mùi thật. Đúng không? Mùi quả dứa. Thì thoảng mới ngửi đây thôi. Cây dứa này. Ồ, đây. Lấy đâu ra quả à? Ai biết được, cứ đi tìm. Anh rõ ràng anh ngửi thấy mùi dứa. Đâu để em đánh hơi nào anh Thái ơi. Đây, ở không có. Đi chỗ khác. Này, ai ôi gai. Đây. Ôi, đây thật dứa thật này anh em ơi. Ui. Dứa đây. Ui, đây. Dứa này. Này cây dứa từ từ để anh xem có quả nào chín không. Mà dứa này còn xanh. Ui. Anh hãy từ từ thôi, Ui giời. Ui giời, anh hãy từ từ thôi. Không, từ từ anh đói lắm rồi. Nhưng mà dứa này còn xanh mọi người ơi. Ôi nó cắt vào tay. Cắt anh lắm. Từ từ thôi. Không từ từ được, đói lắm rồi. Bẻ cẩn thận đấy. Ui quả xanh quá. Ôi nhưng mà quả này còn xanh lắm các bạn ạ. Quả này không ăn được, quả này. Ăn được chứ. Ui giời, giờ đói rồi lại còn đòi ăn được mới cả không được. Đi tìm quả chín hơn bạn chứ tí không có quả chín thì mình mới quay về vặt quả xanh này. Này cái cuống. Anh Thái ơi. Cái cuống của nó còn xanh lè này. Em thấy ở đây còn một quả nữa này. Này, từ từ. Này. Ôi. Này cái cuống này xanh lè các bạn không ăn được. Ui. Thế quả kia chín kìa. Quả này gương rồi này. Ai rồi? Đúng rồi, quả này gương rồi này. Vặt đi, vặt ra đây em ơi. Không vặt được. Không vặt được. Ui, quả này con bị cắn rồi. Ừ nha, con này. Thắng tử. Ui giời ơi. Ui. Con chuột nó ăn rồi. Thế chắc là chín rồi. Này. Quả này bị con gì ăn ấy nhưng mà vẫn ăn được nha các bạn. Cái đoạn này vẫn ăn được. Đi tìm quả xem còn quả nào không em. Để tạm đây nha. Ủa đây này. Bẻ ra em. Ui quả này chín chưa? Quả này chín rồi, ăn được ngoài. Đâu, anh ngửi thử. Ôi thơm ấy. Em tìm thêm nhé. Đây này, còn đầy cây dứa này các bạn ơi. Cái thùng lóc ngóc ngóc này này mày. Đợi em tìm nữa. Ôi nhưng mà Hàng ơi từ từ đã. Nếu mà quả này. Anh bỏ chân em ra. Để em đi tìm nữa. Anh ở đây mà chân đâu. Ma kìa. Mà. Ui chạy. Đùa ấy. Hết sức đùa rồi các bạn ơi. Đùa em rồi. Đây là anh. Gì đấy. Đây anh cầm anh nôi chị ra. Ôi trèo chân rồi. Ui ở ngay đây mà bọn mình không biết. Hôm qua bọn mình đi ra tận lên đồi, sang đồi bên kia để bọn mình vặt đào sắn nướng chứ. Đây quả. Được 3 quả dứa các bạn ạ. Đấy, thế bữa ngày hôm nay là ăn dứa xong rồi tí nữa đoái đi kiếm thêm ít đồ ăn nữa thôi. Ăn được chút Thái, ăn chia 4. Cái chỗ chuột mà cho anh Thái. Này, ăn đi này. Ô, em ơi. Đây. Đấy, mỗi người miếng. Em chỉ ăn cái này á. Xúc. Ôi anh Thái, xúc đâu ra? Anh nhặt. Xúc lại lấy ở nhà đi các bạn ạ. Ngon không Hàng ơi? Ngọt lắm, ngọt á. Ngon không? Ngon. Ngon không anh Thái, ngon không? Ngọt thế. Chua đấy. Ê rồi. Em thấy nghe bảo ngọt. Nhưng mà ăn được. Chua quá. Đang nói ăn đi chúng ta. Ui, Bình Quang ăn như dưa hấu luôn. Chua quá. Ui, quả này chín ngọt lắm mày ơi. Anh ăn miếng này nha. Bình. Em ăn miếng này đi. Ừ. Nhiều thế này. Được. Ngon quá. Quả chín thì thơm mà nhưng mà vẫn chưa. Mấy đứa ăn dứa xong cồn ruột á. Cồn ruột thì cũng còn hơn là không có gì ăn anh ạ. Hay đi kiếm xem có gì ăn nữa không đi. Đi. Trụ đến ngày mai nữa mà. Này này, thấy người ta sinh tồn trong rừng, người ta hái được rau nọ rau kia mà. Rau á? Ừ đúng rồi, như kiểu rau dớn ở trong rừng ấy các bạn. Mình thấy ở trên mấy kênh YouTube vùng cao ấy, hay có món rau dớn xào ấy. Ngon lắm. Đi dọc cái đường suối này, rau dớn hay mọc ở bờ suối. Ờ đúng rồi. Nhưng mà cẩn thận nha, kéo nhầm mấy cây dương xỉ nha. Cái đấy em biết cái đấy. Đi. Thì ngày trước mà mình vẫn hay làm video vua đầu bếp không đồng các bạn, hay đi vặt rau dớn ở ngay bờ sông bờ suối ấy. Dưới này có bờ suối mình sẽ đi tìm với nhau. Ngon quá. Làm miếng nữa. One hour later.
Tại vì là trong rừng bọn mình đâu có nồi niêu xoong chảo gì đâu, nên là mình sẽ lấy cái hòn đá này để mình làm cái chảo để tí mình xào rau nha các bạn. Nhưng mà em thấy cái hòn đá này không ổn chị Hằng à, tí đang xào mà không thấy cọng rau nào thì sao à? Nhưng mà được cái nó bằng, thì tại nó bằng quá nên nó mới bay ra ngoài chị Hằng. Không sao đâu chị Bình ạ, à, tí rau chưa kịp chín nó bay vào mồm em rồi đấy. Nó bay vào mồm anh trước ấy. À, bây giờ mình sẽ rửa rau nha các bạn. Bẻ đỗ ra chứ em nhá. Ờ đây. Trời tối rồi mấy đứa, chắc là bọn mình sẽ ăn tối vào bữa này luôn nha các bạn. Ăn tối thanh đạo này là heo thì đó này, nguyên rau luôn. Kiểu ăn chay luôn ấy. Đậu nướng. Đấy, chín rồi đấy mấy đứa ơi. Chín rồi á? Nhanh lên, nhanh đói lắm rồi. Ai mà không đói? Bọn mình đốt lửa là bọn mình không làm ở trên xoài nhá các bạn, nấu cái gì mà mình cũng xuống bờ suối này ấy, có nước này mà cách xa những cái cánh rừng luôn nha các bạn. Mình luôn luôn có nước có ấy ở xung quanh nha. Và đặc biệt là khi có gió thì không được đốt lửa nha các bạn. Khi nào hết gió thì mình mới bắt đầu nấu xào nấu những cái này ở đây thôi. Bạn nào mà không biết là mình nhắc nha, bạn đứng học theo mình. Còn mình có kinh nghiệm sinh tồn rồi đấy. Đây là nướng rau rồi đó. Thằng ơi xem có miếng nào nó cháy không ấy, giải ấy cái gì ấy, Thắng ơi. Gì? Ăn rau cũng phải lậy nha Thắng. Ừ, nhưng mà nhìn xem có cái chỗ cháy không đây. Cháy không ăn anh ạ? Nhìn đậu lúa nhá. Đậu đâu phải xem nào. Rồi. Giòn này. Ngon không chị ạ? Ngon quá. Ôi dồi ơi, đây là than hay là rau á? Cấu đi cho nó chắc ăn các bạn ơi. Tối quá nhìn cái gì á? Ngon mà. Có một canh này. Này gắp miếng nha bạn. Này Thắng ăn đi em ơi. Thôi bây giờ mình sẽ lấy nước rồi tắt cái đống lửa đi để về mình nghỉ ngơi cho nó an toàn nha các bạn. Tránh trường hợp là nó sẽ nổi gió. Nó nổi gió lên các bạn ạ. Em vừa một cọng mà không có tí một canh luôn.